Trở lại với ca hát sau 8 năm bỉm sữa, Vy Oanh trải lòng về phản ứng của nhà chồng. Nữ ca sĩ nổi tiếng chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc Việt bằng ca khúc ngọt ngào, thổn thức với chuyện tình dang dở thời học sinh qua dòng nhạc ballad sở trường. Mới đây, Vy Oanh đã đánh dấu sự trở lại của mình với đường đua âm nhạc V-pop sau một thời gian dài. Tập trung cho việc chăm sóc gia đình và kinh doanh cùng MV mới Lỡ Một Lời Thương cùng album mang tên nhẹ nhàng Je La Lazaret ấy. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 15 ca hát chuyên nghiệp của giọng ca sinh năm 1985. Đến chúc mừng nữ ca sĩ, có đông đảo bạn bè thân thiết, nhóm fan đã yêu mến và theo cô nhiều năm qua cùng giới báo chí, truyền thông Hà Nội. Đặc biệt, ông xã Vy Oanh, doanh nhân Lê Thiện cùng người thân trong gia đình chồng từ bên Úc bay về để chúc mừng nữ ca sĩ. Vy Oanh không khỏi xúc động, liên tục bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm yêu mến và sự động viên của mọi người dành cho mình. Cô hát live đầy cảm xúc những ca khúc nhạc Pháp trong album mới cùng với một số bản hit đã gắn liền với tên tuổi của mình trong những năm qua, dành tặng mọi người. Dưới hàng ghế khán giả, doanh nhân Lê Thiện chăm chú theo dõi và không giấu được niềm hạnh phúc mỗi khi bà xã nhắc đến mình. Vy Oanh cho biết, 8 năm qua cô gác lại âm nhạc để lo cho gia đình nhưng chưa bao giờ tình yêu với nghề, nỗi khát khao đứng dưới ánh đèn sân khấu vơi đi. Cô luyện thanh, tập luyện giữ gìn vóc dáng mỗi ngày để sẵn sàng trở lại gặp gỡ khán giả. Ông xã cùng gia đình chồng biết được điều đó, nên lần này đã hết lòng ủng hộ Vy Oanh comeback. Quay trở lại với sản phẩm mới của Vy Oanh, lần trở lại này, cô vẫn tiếp tục gây thương nhớ với giọng hát ngọt ngào, thương hiệu cùng vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút. Giọng ca đồng xanh khiến dân tình phải suýt xoa với vẻ ngoài lão hóa ngược và thể hiện loạt ca khúc mới nằm trong album nhẹ nhàng Je La Lazaret. Được biết, album có 9 ca khúc, trong đó 4 ca khúc được Vy Oanh lựa chọn để sản xuất MV. Vy Oanh được xem là một trong những nữ nghệ sĩ đa di năng của showbiz Việt, từ ca hát, sáng tác cho đến vũ đạo, nữ ca sĩ Em Rất Nhớ Anh đều làm rất tốt. Tuy nhiên, lần comeback này Vy Oanh mong muốn được trở về với sở trường ballad và mang đến những ca khúc sâu lắng, nhẹ nhàng để thư giãn. Đó cũng chính là lý do Vy Oanh lựa chọn ca khúc Lỡ Một Lời Thương để đánh dấu sự trở lại với làng nhạc Việt, hứa hẹn sẽ khiến khán giả xao xuyến. Ca khúc được gửi từ 2 đến 3 năm về trước, nhưng Vy Oanh cảm được chất thơ trong bài hát Lỡ Một Lời Thương và mình quyết định làm MV ca khúc này. MV được quay trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, đồng thời đây cũng là thời điểm Vy Oanh vừa sinh em bé được 3 tháng liên cả. Nữ ca sĩ và ekip đã cố gắng không ngừng để thực hiện những cảnh quay đẹp tại Cần Giờ và Đà Lạt. Về album nhẹ nhàng, cô cũng cho biết đây chính là thời điểm mà Vy Oanh được thể hiện niềm đam mê nhạc Pháp và muốn lan tỏa đến các khán giả. Những người hâm mộ luôn ủng hộ cô trong suốt thời gian làm nghề. Vy Oanh cho biết, đó là niềm đam mê mà từ xưa lúc Vy Oanh còn học ở nhạc viện. Không hiểu sao lúc đó mình đã thích nghe những ca khúc như vậy, nhưng có lẽ duyên chưa đủ nên thời điểm đó, Vy Oanh vẫn chạy theo những ca khúc hợp thời, hợp tuổi với mình hơn. Sau một thời gian hoạt động âm nhạc và cho đến hiện tại, Vy Oanh nghĩ mình đã có đủ những trải nghiệm trong cuộc sống để có thể hát lên những ca khúc ngày xưa với một tâm thế sâu lắng nhất. Cũng chính vì niềm đam mê bấy lâu nên giúp cho Oanh thực hiện album lần này rất nhanh, chỉ mất thời gian 1 tháng thôi. Chuyển hướng kinh doanh và tập trung chăm sóc gia đình đã lâu, Vy Oanh xem âm nhạc là niềm đam mê trong máu. Do đó, nữ ca sĩ không quá đặt nặng vấn đề thành tích trong lần trở lại này. Giọng ca Để Cho Em Khóc chia sẻ rằng cô muốn mang đến một album thật ý nghĩa cho những người yêu thương mình và hy vọng những bài hát mà Vy Oanh thể hiện sẽ là lựa chọn âm nhạc giúp khán giả thư giãn và tận hưởng với một tâm thế nhẹ nhàng nhất. Vy Oanh thừa nhận mình làm âm nhạc từ tận đáy lòng, luôn đặt cảm xúc vào từng sản phẩm và mong rằng các khán giả sẽ cảm nhận được điều đó qua từng lời ca tiếng hát.